Hello, xin chào các bạn nuôi tôm trên ba miền. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng. Chúc các bạn một ngày thành công trên mọi lĩnh vực. Thế thì các bạn biết trong cuộc sống đời thường, con người nói riêng cũng như là những cái sinh vật sống nói chung là cần phải có những yếu tố là thứ nhất là ăn, thứ hai là thở, thứ ba là nước uống. Thế thì trong ba yếu tố này thiếu một trong ba là con người nói riêng và những cái sinh vật sống nói chung là cũng không thể tồn tại được. Thế thì nói ở đây cũng ý nói về cái oxy. Vâng, thế thì những cái cây xanh từ xưa rất là nhiều, không khí rất là trong lành. Đấy, cây xanh là nhả ra những cái oxy để cho con người chúng ta là hít thở. Thế nhưng mà những cái thời gian gần đây, cách đây từ 20 năm trở lại đây thì những cây xanh đó dần dần mất đi. Đấy, để lại là gì? Những cái nhà máy, những cái xí nghiệp đấy, ngày đêm đấy, thải ra những cái khí độc đấy, hòa tan trong cái bầu không khí và nó nằm loãng cái tầng oxy, dẫn đến con người chúng ta là cuộc sống là cảm thấy là ngột ngạt, hay bị choét, hay mệt mỏi. Đấy, tuy rằng không chết được nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn về chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đó là con người. Thế còn con tôm, con vật nuôi, con tôm chúng ta nuôi trong ao cũng vậy thôi. Và nó cũng cần một cái lượng oxy vừa đủ đấy, hòa tan trong nước để cho con tôm là hít thở, duy trì được cái sự sống của con tôm. Thế thì ở đây ngày hôm nay công ý chia sẻ với toàn thể các bạn là về một sản phẩm của công ty Superbet. Đấy, đó là sản phẩm oxy. Đấy, sản phẩm này là cái sản phẩm cao cấp của công ty và đã và đang phân phối rộng khắp trên ba miền đất nước qua những cái kênh đại lý uy tín chất lượng của công ty. Thế thì cái oxy đấy ở trong ao nuôi tôm của chúng ta thì đôi lúc là nó bị thiếu hụt. Bởi vì sao? Bởi vì là trong ao của chúng ta còn có nhiều những cái loại tảo, ví dụ như tảo nam, tảo mắt, tảo silic, đấy là ba cái loại tảo là ta gọi là nhóm tảo độc và nó tranh giành oxy với con tôm về ban đêm. Đấy, nó hít oxy và thải ra cái carbonic, dẫn đến là lượng oxy thiếu hụt trong ao của chúng ta cũng nắm lúc lên trầm trọng. Nào, thế thì cái oxy này, cái oxy của công ty là khi chúng ta mua về chúng ta sử dụng, chúng ta là hòa, tức là sử dụng trong ao, đó là cái oxy hòa tan trong ao. Và cái oxy này đấy, nó cung cấp một lượng oxy rất là dồi dào cho cái ao tôm của chúng ta và giúp cho tôm là hạn chế về cái nối đầu này, về cái táp bờ này, đấy là bởi do là nó thiếu cái oxy ở trong nước dẫn đến con tôm là như vậy, hoặc nó đi lòng vòng đấy, buổi sáng là hay nổi đầu lên, đó nào, và cung cấp cho cái lượng oxy ở trong ao là ví dụ như là cái khi chúng ta cấp cứu con tôm lại thiếu oxy thì chúng ta dùng cái oxy hòa tan này và chúng ta đánh ở trên cái ao nuôi chúng ta là con tôm sẽ được đủ cái oxy để hít thở. Và đồng thời nữa là về ban đêm đấy mà chúng ta đề phòng là cái con tôm nó thiếu oxy là do những cái nguyên nhân của tảo như vừa rồi công ý nói trên. Thế thì ngày hôm nay công ý là cũng mong các bạn là hiểu về cái oxy hòa tan của công ty Superbet và đồng hành với sản phẩm trên để làm sao duy trì cái lượng oxy hòa tan ở trong ao nuôi của chúng ta để cho con tôm ta đảm bảo và nó không bị bệnh và nó không bị chết và tăng cái tỷ lệ sống lên cao. Đấy, và như vậy là chúng ta đã thành công trong vấn đề nuôi tôm. Thế thì ngày hôm nay công ý chia sẻ với các bạn mà các bạn cảm thấy là hữu ích thì các bạn là cũng nên là chia sẻ cho mọi người nuôi tôm để biết được cái sản phẩm công ty để áp dụng về trong vấn đề sử dụng trên ao nuôi. Đấy, và các bạn là cũng chưa hiểu
thì các bạn cũng nên là vào cái trang web của công ty để các bạn tìm hiểu thêm những cái sản phẩm độc đáo của công ty để các bạn là áp dụng trong cả một quá trình nuôi tôm của chúng ta. Đấy, và các bạn đừng quên là nhấn nút đăng ký để đăng ký kênh để các bạn là theo dõi những cái video tiếp theo của công ý. Và công ý xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Bye bye các bạn.